Mặt hàng sơ sợi của Việt Nam có thể gặp thách thức khi Trung Quốc giảm nhập khẩu trong vài năm tới và các đối thủ cạnh tranh khác của Việt Nam đang dần có thêm lợi thế. Theo thống kê, thì hiện có quá nửa lượng hàng sơ sợi Việt Nam đang xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, hiện sơ sợi thuộc nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch cao. Riêng nửa đầu năm nay đã là 1,3 tỷ đô la, nhưng 53% trong số đó là hàng xuất đi Trung Quốc. Trong khi đó, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam cho rằng hiện Trung Quốc thực thi nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư và tiền lương nhân công để phát triển ngành kéo sợi ở Tân Cương. Dự kiến đến năm 2018, số lượng cọc sợi tại khu kinh tế này có thể gấp 3 lần quy mô sản xuất của Việt Nam. Do đó, nhu cầu nhập khẩu sơ sợi từ Việt Nam sẽ giảm mạnh. Ngoài thách thức mất thị trường trọng điểm, mặt hàng sơ sợi cũng còn đang gặp áp lực cạnh tranh từ Ấn Độ và Pakistan. Còn mặt hàng sợi pha cotton và polyester thì đang bị một thị trường lớn khác là Thổ Nhĩ Kỳ áp thuế chống bán phá giá gần 30%.